anh chị em ở trong nhóm GMB. Thì ngày này cách đây một năm thì GMB ra đời từ một cái nhóm gọi là Đà Lạt Hoàng Hôn. Sau đó thì có một số các anh chị khác đến, cho nên là Thiên Hoàng mới đề nghị thôi bây giờ chúng ta không phải Đà Lạt Hoàng Hôn nữa, chúng ta sẽ chuyển đổi qua là GMB. Thì GMB có nghĩa là già mà vui. Thì cho đến ngày hôm nay là vừa đúng là tròn một tuổi. Thì hôm nay là sinh nhật của GMB lần đầu tiên. Thì Thiên Hoàng có mời hai người bạn mà Thiên Hoàng rất là yêu mến. Thứ nhất là Thủy Tiên. Thủy Tiên là một người mà lần đầu tiên Thiên Hoàng nghe Thủy Tiên hát ở Tràm Chim, Thiên Hoàng rất ngạc nhiên, tại vì một giọng hát rất là hay, mà nghe là biết giọng hát này đi ra từ trường lớp. Thành thử ra sau này thì nói chuyện với Thủy Tiên thì Thiên Hoàng biết là Thủy Tiên đi ra từ trường quốc gia âm nhạc. Và thầy của Thủy Tiên á, là lúc đó lại cũng cùng học một thầy với lại Thiên Hoàng. Thì lúc đó Thiên Hoàng học trung cấp thì thầy của Thủy Tiên học đại học, và sau đó là Thủy Tiên học thầy của Thủy Tiên đó. Thành thử ra là hai chị em là coi như là có cùng chung một cái chung là cùng đi ra từ trường lớp. Và Thủy Tiên hát rất là hay, cho nên hôm nay Thủy Tiên bận lắm, thỉnh thoảng mới đi hát thôi. Thì hôm nay á, là Thiên Hoàng mời Thủy Tiên đến đây để hát cho chúng ta nghe. Rồi người thứ hai là Henry. Thì lần đầu tiên á, Henry Thiên Hoàng nghĩ rằng đây là một người Mỹ mà thích hát tiếng Việt. Nhưng mà sau này nghe Kim Hương giới thiệu là không. Henry có 50% cái dòng máu Việt Nam ở trong người của Henry. Thiên Hoàng rất là thương, bởi vì Henry đã đi cũng mang theo quê hương Việt Nam của mình. Rồi qua nhiều lần giao tiếp thì thấy Henry, qua cái cách đối nhân xử thế, Henry là một người rất là dễ thương. Cho nên là ngày hôm nay Henry cũng là một người rất đặc biệt của sinh nhật của GMB. Thì hôm nay Thiên Hoàng chỉ mời hai người khách rất là đặc biệt thôi. Thì Thiên Hoàng hy vọng rằng là GMB của chúng ta sẽ tiếp tục kéo dài mãi mãi. Mặc dù rằng là trong những lúc sinh hoạt với nhau đương nhiên là cũng có những lúc vui, những lúc buồn. Nhưng mà Hoàng thấy rằng là vui nhiều hơn buồn. Chúng ta cọ sát với nhau để rồi chúng ta hiểu được nhau, và rồi chúng ta thông cảm cho nhau. Cho nên là hy vọng rằng là chúng ta sẽ giữ mãi cái nhóm này mãi mãi, để chúng ta có một cái sân chơi cho các anh chị vào lúc tuổi già. Và rồi Thiên Hoàng cũng từ từ cũng già đi, thì chúng ta có một cái sân chơi như thế này hàng tháng. Đó, thì tất cả là những cái gì hôm nay Thiên Hoàng nói hết lời với lại tất cả các anh chị. Chúng ta chơi với nhau, thông cảm nhau và yêu thương nhau như một gia đình. Vậy thôi, Thiên Hoàng xin hết chị tôi nữa không giới thiệu. Cảm ơn chị Thiên Hoàng đã giới thiệu em. Em thì ở đây nhẵn mặt rồi. Em đi diễn nhiều nơi, làm nhiều trò lắm. Phải nói là em ở trong Golden Melody, gọi là một cái nhóm ca nhạc tạp kỹ. Kể cả đóng kịch, làm hề, làm xiếc, rồi múa hát, phụ họa tùm lum hết. Nhưng mà ngày hôm nay chị Thiên Hoàng mời, sao tự nhiên em hồi hộp quá, em không biết hát gì hết. Mà chị Thiên Hoàng giới thiệu của em một cái lời giới thiệu vô cùng tốt đẹp. Nhưng mà em xin nếu em có lỗi gì khi em hát, bỏ qua nha. GMV mà. Lỗi những người này mua. Có làm nhưng nay tụi mình ra rì ráo hết rồi. Rồi thôi bây giờ chúng ta nhập tiệc. Rồi mời bác em chứ ăn đâu. Ok, quên đó, mình chưa giới thiệu bác em Thiên Hoàng nữa. Là đây là ba người em Thiên Hoàng á, là khách này Thiên Hoàng không có mời. Nhưng mà ba người này hỏi rằng là tuần này em xuống đây chơi thì chị có cái show nào không cho em chơi với. Đó, nên là ba người khách đến bất đắc dĩ. Thì thứ nhất đây là Tân Khương, là chị của Temmy đó. Anh chị đã biết rồi. Tân Khương. Dạ. Rồi chị tôi đó là Hiền Trương, là em rể của Thiên Hoàng. Dạ. Và thứ ba là Mỹ Nhung, là bạn của Tân Khương. Có giới thiệu bạn cho đầy đủ. Đúng rồi. Quên, Thiên Hoàng quên. Mấy người này là tôi mời đó. Thiên Hoàng đâu có mời đâu, tôi mời đó. Anh này vui lắm. Anh Nguyên xin mời ngày mai đi ăn phở. Đúng rồi. Rồi Thiên Hoàng nghĩ là bây giờ chúng ta có thể anh dập Nguyên xin ăn phở mỗi ngày mà phải không? Đó. Quá. Bây giờ ai muốn ăn cà ri trước thì sẽ múc cà ri trước. Bò kho. Bò kho trước, bò kho. Ai muốn ăn bò kho trước? Ai muốn ăn cái gì trước cứ ăn tự nhiên à.
Rồi cứ em đi thoải mái. Vậy đúng rồi, tự nhiên. Kính lão đắc thọ, kính nữ đắc đạo. Rồi rồi, anh có ăn giờ ấy thì anh rồi, là đắc thọ gì rồi, rồi cứ ai đi chỉnh ha. Rồi đi rồi. Rồi thì đi nữa cái đích là của mình, anh đi quan liệu. Sao vậy? Sao vậy? Quý vị ơi, hồi tôi có làm nem nhiều lắm nha. Ai có mua thì lên tiếng, tôi xuống tủ lạnh tôi lấy nha. Mà thầy dạy đây, ngồi đây. Thầy dạy nem. Thầy dạy nem. Đừng chỉ thầy nha. Này, hồi dở cái đổi là thầy nữa. Hồi ăn dở không nói tại thầy dạy. Còn anh Hương, còn anh Lê Sang với ai nữa ta? Giờ đi tắt rồi đi ăn đi, giờ là ngồi đó. Chị Thiên Hoàng nói em đừng mang gì. Sáng nay em làm bún chả Hà Nội. Nó, em mang có nhiều lắm. Em về đây chuẩn bị thôi. Ở bên chỗ đây tôm nhà có cái kẹp đó không? Cái kẹp hoa nó chọn cái kẹp của thường đó. Để vô cái em hát cái bài ở biển đó, cái có mấy cô múa phụ họa. Dạ. Cái cặp cái đồ hải quân á. Của ông chồng bà Hoa. Dạ, anh để bên kia cho em đã bắt quay phim rồi. Em mời Cát Thủy Tuyên á. Cát Quang, mời Cát Quang á. Bởi người ta nói làm út thì cũng sung sướng lắm, nhưng mà em thấy không có sung sướng gì đâu, trong khi các anh chị ăn thì em phải quay phim đây nè. Đó, em đi quay, anh đi rót rượu đó. Thì bởi vậy hai anh em mình khổ quá. Em cũng trồng do rồi, em ơi, em đâu có ngót gì đâu. Nhìn ăn vẫn tròn. Dạ. Thôi để em quay một từ. Có đồ gấp trong này, lấy gấp trong nha quý vị, đừng có gấp phật đũa mình vô nha. Cô biết chặt băng mai hả? Băng kia. Rửa mình thọt vô là cô biết rồi. Em coi có em điều chỉnh nó giòn thêm nữa. Dạ bạn luôn. Còn cái rửa của em là ngon quá rồi. Có tới chưa? Từ nhà em chạy qua nhà anh thì tất cho nó phải bớt rồi. Còn anh ngồi trong băng mai, anh đi thẳng tới nhà bếp. Có tới đấy không? Còn quanh hết rồi. Công nhận phải nói anh Tim đẹp trai nha, mà lúc anh ăn anh nhai cái miệng cũng đẹp trai luôn. Rồi lúc anh ngủ. Anh ngủ à? Lấy vợ anh biết. Ngủ lắm. Hình ngủ là nguyên sĩ này, chứ không phải là Kim Hương đâu nghe. Không. Anh ngồi bên nguyên sĩ, ông nguyên sĩ tới nào. Cái mét bên ngoài phải không? Cái mét bên ngoài phải không? Đeo anh nói chứ. Nguyên sĩ ngồi gần anh chụp mà. Để mà đi tu go nó hay bị vướng. Hay bị vướng lắm. Nhưng mà đứng anh lấy hai cái tương nguyên. Nhưng mà anh muốn em đi tới nữa. Để anh ngồi ngay chỗ rồi em. Em làm cho anh ăn. Em làm qua nhà anh chơi. Anh cho lấy cái đi trang rồi. Em kiếm một cái bánh công phu lắm anh. Dạ em rồi. Nhắm chờ ra sân khấu. Em rửa ráo vô. Em cho bánh lại. Em chiên bánh lâu lắm. Bánh chiên 10 phút, 15 phút. Anh thêm cái. Anh nhìn cái gì cân sum á. Vui á, anh quậy vô bộ. Để cho nó xung hợp lên hả? Nó vô. Anh cho cái cô á. Must come.